Bộ trưởng Y tế Sajid Javid ngày 17 tháng 7 thông báo ông đã dương tính với SARS-CoV-2 nhưng chỉ có triệu chứng nhẹ, đồng thời cảm thấy may mắn vì đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Trên Twitter cá nhân, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid ngày 17 tháng 7 thông báo, sáng nay tôi đã nhận được kết quả mắc COVID-19. Kết quả dương tính của tôi được xác nhận thông qua xét nghiệm PCR, vì thế tôi sẽ tiếp tục tự cách ly và làm việc tại nhà. Ông Javid chỉ mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế Anh cách đây 3 tuần. Bộ trưởng Javid là người ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Anh Boris Johnson về việc bỏ toàn bộ biện pháp nhằm giới hạn COVID-19 từ ngày 19 tháng 7, mặc dù số ca nhiễm ở đất nước này vẫn tiếp tục tăng cao vì biến thể Delta. Trước đó, ông Javid ngày 17 tháng 3 đã thông báo đã tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên của hãng dược AstraZeneca. Tới ngày 16 tháng 5, ông tiếp tục chia sẻ hình ảnh bản thân tiêm mũi thứ hai. Vaccine COVID-19 không bảo vệ người đã tiêm chủng 100% trước nguy cơ lây nhiễm. Dù vậy, người tiêm chủng đầy đủ sẽ ít khả năng có triệu chứng nặng sau khi mắc COVID-19. Theo phân tích của Cơ quan Y tế Công Anh Quốc, hai liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca có hiệu quả 60% đối với bệnh có triệu chứng do nhiễm biến thể Delta và hiệu quả 92% ngăn ngừa nguy cơ nhập viện. Theo hãng tin Reuters, Anh đang đối mặt với một đợt bùng dịch COVID-19 mới, nhưng cả Thủ tướng và Bộ trưởng Y tế nước này đều cho rằng chương trình tiêm chủng đã phá vỡ mối tương quan giữa số ca nhiễm và tử vong. Ông Boris Johnson vẫn cảnh báo số người tử vong vì COVID-19 sẽ tiếp tục tăng. Số ca tử vong vì COVID-19 của Anh đang đứng thứ 8 toàn cầu, 2/3 số người trưởng thành của quốc gia này đã được tiêm chủng. Tiếp tục bản tin là các thông tin thời sự đáng chú ý. Các nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung khẳng định việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 mang lại lợi ích cộng đồng toàn cầu và tăng cường khả năng tiếp cận vaccine cho tất cả các nước là điều cần thiết để thế giới có thể vượt qua tình trạng y tế khẩn cấp hiện nay. Các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên cam kết sẽ nỗ lực tăng năng lực sản xuất vaccine và cung ứng phân phối. Chúng ta cần tiếp tục khuyến khích việc chia sẻ vaccine, đặc biệt là ở những khu vực đang trải qua những làn sóng dịch bệnh mới. Chúng ta đều thống nhất rằng đây sẽ không phải là đại dịch cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt. Do đó là một khu vực với khoảng 80 triệu việc làm đã bị mất do đại dịch. Bằng bất kể giá nào, chúng ta cũng phải đảm bảo sự tập trung mạnh mẽ vào nhu cầu phòng ngừa trong tương lai. Cuộc họp không chính thức của APEC do Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern triệu tập nhằm tìm giải pháp khẩn cấp cho cuộc khủng hoảng dịch COVID-19. Đây sẽ là cuộc họp không chính thức đầu tiên của APEC bên cạnh hội nghị chính thức vào tháng 11 tới, phản ánh mong muốn của các nhà lãnh đạo APEC cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế. Khu vực APEC ghi nhận hơn 100.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Trong năm ngoái, hơn 80 triệu người đã mất việc làm ở khắp các nền kinh tế trong khu vực, phản ánh thời kỳ suy thoái kinh tế lớn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo Bloomberg, số liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy số ca mắc bệnh ở Đông Nam Á trong tuần qua đã tăng 41% so với tuần trước đó, lên hơn nửa triệu ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại khu vực này cũng tăng 39% trong vòng 7 ngày, tính đến hết ngày 14 tháng 7. Các chuyên gia cho rằng số người tử vong do dịch bệnh ở Đông Nam Á sẽ còn tiếp tục tăng bởi tình trạng này thường xảy ra sau các đợt bùng phát số ca mắc mới. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng chung của Đông Nam Á là 9%, thấp hơn các khu vực phát triển như Tây Âu hay Bắc Mỹ, nơi hơn 50% dân số đã được tiêm vaccine. Tỷ lệ tiêm chủng này chỉ cao hơn so với châu Phi và Trung Á. Khi phần lớn các nước phát triển đang chuẩn bị kế hoạch mở cửa trở lại, Đông Nam Á dường như vẫn mắc kẹt. Điều đó đồng nghĩa với việc khu vực này đang phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Với tốc độ tiêm chủng chậm, ngoại trừ Singapore, chúng tôi cho rằng sự phục hồi kinh tế của Đông Nam Á sẽ gặp nhiều khó khăn. Sự gia tăng bất ổn về kinh tế cũng có khả năng dẫn đến vết sẹo COVID-19. Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, cũng đã vượt qua Ấn Độ về số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày trong tuần này, đang trở thành một trong những điểm nóng bùng phát COVID-19 của châu Á. Theo số liệu mới nhất, trong ngày 15 tháng 7, Indonesia ghi nhận thêm gần 57.000 ca mắc bệnh mới và 982 ca tử vong. Indonesia, Thái Lan và Philippines đều giảm dự báo tăng trưởng GDP trong tuần này, trong khi Malaysia cũng lên kế hoạch tương tự.
Loại thuốc kháng virus có tên Monopiravir của Mỹ đang là ứng viên tiềm năng nhất cho hy vọng chấm dứt đại dịch COVID-19 trong tương lai gần. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã hoàn tất với hiệu quả 100% trên các bệnh nhân COVID-19. Sau 15 ngày, tải lượng virus của bệnh nhân xuống thấp đến ngưỡng không lây lan. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cũng gần đi đến trạng cuối với hiệu quả rất tốt. Nếu quá trình nghiên cứu suôn sẻ, thuốc Monopiravir sẽ được đưa ra thị trường trong 4 đến 5 tháng tới. Loại thuốc này được nghiên cứu dựa trên thuốc gốc chống lại virus cúm, có tác dụng ức chế sự sao chép của các virus RNA, trong đó có SARS-CoV-2, khiến virus không nhân lên và bị đào thải rất nhanh, giúp bệnh nhân khỏi bệnh. Đặc biệt, thuốc có rất ít tác dụng phụ, phổ biến là nhức đầu, mất ngủ. Theo đó, mỗi bệnh nhân sẽ uống 2 liều mỗi ngày và duy trì trong vòng 5 ngày tại nhà. Hiện tại, chính phủ Mỹ đã chi khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ để mua 1,7 triệu liệu trình thuốc nói trên, sử dụng cho các bệnh nhân COVID-19. Nếu kết quả thành công, FDA của Mỹ sẽ cấp phép cho loại thuốc này. Tại Nhật Bản, mọi người có thể mua được rất nhiều mặt hàng khác nhau, từ một chiếc máy bán đồ tự động, từ nước giải khát, các món đồ ăn cho tới đồ chơi. Thế nên không ngạc nhiên khi những ngày gần đây, mọi người có thể bắt gặp những chiếc máy bán đồ lưu niệm Olympic trên các con phố. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên màn hình cảm ứng, một người có thể mua cho mình từ kính mắt, túi vải hay những búp bê Daruma nổi tiếng của Nhật Bản. Tất cả đều được in logo của Olympic, Paralympic và được đóng gói cẩn thận để tránh hư hỏng. Người mua cũng có thể chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt. Rất nhanh gọn, tôi đến từ Canada, không phải người bản địa nên cũng phải cố gắng đoán xem chiếc máy đang viết câu hỏi hay thông báo gì. Nhưng chỉ cần nhấn nút thôi là món quà lưu niệm sẽ xuất hiện. Tại các địa điểm thi đấu, làng vận động viên Olympic hay như tại trung tâm báo chí, những chiếc máy bán đồ lưu niệm luôn thu hút nhiều sự chú ý. Nó rất tiện lợi, bình thường mọi người sẽ phải xếp hàng nếu muốn mua đồ lưu niệm trong cửa hàng, nhưng giờ thì mọi người có thể mua đồ lưu niệm ngay tại chỗ. Tôi nghĩ chiếc máy này là một ý tưởng khá tốt. Những chiếc máy bán hàng tự động ở Nhật Bản hứa hẹn sẽ mang đến niềm vui và sự thú vị cho những ai mong muốn sở hữu những món quà lưu niệm của Olympic Tokyo 2020 trong những ngày sắp tới. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin của VTC Now. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. VTCnow.net, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống. Với hàng chục triệu người dùng online, VTCnow.net là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của quý khách hàng nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ trung tâm nội dung số, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 02 444 501 365.